Tiểu sử cầu thủ Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn sinh ngày 14 tháng 7 năm 2000 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cầu thủ có chiều cao 1m69 này hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trần Bảo Toàn không xuất phát từ học viện HAGL Arsenal GNG mà đến từ lớp năng khiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Ban đầu anh không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhưng sau một thời gian nỗ lực anh đã dần khẳng định bản thân và trở lại mạnh mẽ. Năm 2018, Bảo Toàn được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2018. Sau đó anh được gọi vào giải U19 quốc tế tại Qatar và tiếp đến là vòng chung kết U19 châu Á. Anh được nhận xét là mẫu tiền vệ kỹ thuật, chơi bóng thông minh và có nhãn quan chiến thuật tốt. Điểm mạnh của Bảo Toàn là khả năng đi bóng tốt, dứt điểm đa dạng và chạy chỗ nhạy bén. Tại giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á 2022, anh thuộc nhóm viện binh được bổ sung lực lượng. Anh chính là người hùng mang về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Thái Lan. Tại kỳ SEA Games 31, anh lại không được thầy Park triệu tập. Tuy nhiên tương lai phía trước vẫn còn rộng mở với cầu thủ đến từ Quảng Ngãi.